Thế nào? Rồi. Thấy là từ hôm con đi lên đây thì con xin lòng thương xót là con dâu của con nó ngoại đạo á, nó mới trở lại đạo nhưng nó bị đau cái gì dạ tràng phải mổ. Nhưng mà con bảo thì thôi bây giờ cứ cầu xin Chúa, thì nó chẳng biết đọc kinh làm sao, lòng thương xót làm sao ấy, thì con nó cứ đọc kinh là nó cầu xin Chúa thương xót chúng con thôi, nó chẳng biết làm sao hết. Vậy là đến cách đây 2 tuần là cháu không phải mổ nữa. Thì con cũng lên nhà cháu là Nguyễn Thị Mai ạ. Nhà cháu ở ngoài Phú Yên ạ. Cháu 42 tuổi. Nhà cháu nằm rẫy ạ. Thế mà thấy có ngạc nhiên không? Thế mà ngạc nhiên đấy, một người bác ở Phú Yên cũng có đến đây đâu. Thế vậy mà có biết lần Chúa làm thương xót từ đầu đến cuối đâu, chỉ biết thôi đọc kinh làm thương xót là Chúa làm rất là chuyên sùng sì thường xót họ. Thế đúng rồi, mấy cả những người đi tác và Chúa làm cái chuyện đó xảy ra. Rồi còn hai đứa bé này. Dạ, cháu là ba cháu thì mẹ cháu bỏ đi rồi, ba cháu hay đến bài để uống rượu. Bữa nay là cháu đỡ đến bài rồi, còn uống rượu. Con tên là Phạm Thị Diệu An. Phạm Thị Diệu An. Phạm Thị Diệu An mấy tuổi? Dạ, 9 tuổi. 9 tuổi Diệu An học lớp mấy? Dạ, lớp 4. Lớp 4, mẹ Diệu An đâu rồi? Dạ, đi lấy chồng người ta rồi. Thì Diệu An học. Một đứa bé 9 tuổi mà phải chứng kiến cảnh mẹ nuôi lấy chồng người ta, cười nổi không? Có cười nổi không thưa anh chị em? Hãy suy nghĩ lại thôi, cái thảm cảnh như gia đình này hôm nay như vậy đấy. Cứ bảo vậy là ông vợ nọ vợ kia đây người đàn bà bỏ hai cái con liền lại cho bà ngoại hay bà nội nuôi mà đi lấy chồng người ta đến thưa anh chị em, xót xa lắm chứ. Đứa bé nó xót xa lắm chứ anh chị em mà cười nổi. Thử nghĩ hoàn cảnh của mình như vậy có cười được hay không? Có cười được hay không? À, rõ ràng phải biết xót thương người, phải biết đồng cảm với con người. Khi mà gia đình của Zakaria sinh ra cậu bé Gioan thì láng giềng bà con đến chung vui với gia đình ấy. Còn hôm nay bà ấy vừa mới chia sẻ một niềm vui là đứa con của bà, đứa con dâu ngoại đạo mà được trở lại đạo rồi được ơn chữa lành cùng chung vui với bà. Còn đây ta chia sẻ cái nỗi đau với gia đình của bà đau lắm chứ. Đứa con trai của bà lấy vợ và đứa con dâu ấy cứ bỏ thấy đứa con để lại mà đi theo người khác, vì đứa bé nó bảo là mẹ con đi lấy chồng người ta rồi. Con hôm nay con thấy không, thì xin thấy không, con thấy vào cái mắt của đứa bé này không? Chưa nghĩ đi. Ngày hôm nay biết bao nhiêu gia đình đang đau khổ như vậy. Cho nên Đức Giêsu đã giáng sinh làm người cho một gia đình có cha có mẹ để nghĩ cảm thương được bạn ấy. Hay còn nhiều gia đình rạn nứt và đổ vỡ lắm thưa anh chị em, nhiều gia đình tan hoang tan nát lắm thưa anh chị em, vì người ta chạy theo bóng hình của thế gian, người ta không có lòng thương xót. Rồi hôm nay con đến đây, con muốn cầu xin cái gì để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, cho gia đình con? Chị nó khóc, nó cũng khóc chứ. Nếu chị nó cười, nó sẽ cười chứ. Mà đứa bé nó đến không chỉ cầu nguyện là xin cho con, ba con đừng đi đến bài, đừng đi uống rượu nữa. Bà nội bảo là nó mất đến bài rồi, nó chỉ còn uống rượu thôi. Hãy tưởng tượng coi, một đứa bé 9 tuổi, một đứa bé 3 tuổi trong một gia đình mà người mẹ thì bỏ đi lấy chồng khác, còn ông bố thì uống rượu chè và cờ bạc.
Như vậy thì hai cái này nó lớn lên, nó sống trong lòng thương xót của ai? Quên chị em. Sống trong lòng thương xót của ai? Cha như vậy, bảo vệ như vậy thì gia đình nó là cái gì? Quên chị em. Cho nên mình phải khẩn này lòng thương xót cho chúng con và toàn thế giới này, để cho những người làm vợ làm mẹ ý thức được trách nhiệm bổn phận của họ, để cho những người làm cha làm chồng cũng ý thức được trách nhiệm và bổn phận của họ, để đừng cho những đứa bé 9 tuổi, 3 tuổi mà phải đứng trên đây làm chứng bày những giọt nước mắt thay vì nụ cười. Chỉ có những giọt nước mắt mà không có được một nụ cười thì mẹ nó bỏ đi rồi, thì cha nó đi thấy thì sao nó cười được, sao nó hạnh phúc được, tin chị em. Đó là cái điều mà trăn trở hay sức nhất của chúng ta, những con người đi cầu nguyện đồng tôi sống xuống phải nhớ đến gia đình như vậy. Cho nên trong mỗi lời cầu nguyện của chúng tôi luôn là cầu nguyện cho cái nền đang rắc nứt và có nguy cơ đổ vỡ đi đến tinh thần thì gì như là chuyện bình thường tôi bước ra bây giờ đi này thưa anh chị em. Một cái báo động vô cùng, báo động đỏ đỏ rực lên để mọi người tỉnh thức ý và che những cái lòng tôi sống của Chúa đi, đừng có chạy cơm tiền của nữa, đừng có chạy cơm thích ăn nữa, phải tin tâm lại, tin tâm lại mà tin tâm lại. Không phải chỉ có mỗi phần tin tâm này, mỗi một ngày chúng ta bay để chiều là được tin tâm với lòng thương xót Chúa. Những người được cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thần này lòng thương xót Chúa là những người được tin tâm để xin Chúa, Chúa ơi xin thương xót chúng con, Chúa ơi xin thương xót chúng con, xin xót những gia đình tan nát và đổ vỡ. Thưa chị em, mong ước gì? Mong ước gì con nói cho mọi người, để mọi người ra mọi người nghe con mong ước gì? Con muốn mẹ về, mẹ muốn thì con lấy chồng người ta nữa. Thầy chồng, thầy chú, đứa bé chị, con mong ước mai mốt mẹ con về, mẹ con đừng đi lấy chồng người ta nữa. Anh sẽ nghĩ thế, chỉ có một điều duy nhất cha có thể làm được cho con, đấy là cha và cộng đoàn hôm nay kết thúc bốn phần tiến tâm. Cha và cộng đoàn sẽ tổ nguyện cho con, ba con, mẹ con, bà nội của con và những gia đình đang sẵn nứt đổ vỡ. Anh sẽ hứa tối hôm nay kết thúc phần tiến tâm, mình sẽ cầu nguyện cho những gia đình ấy, đặc biệt là chúng ta cầu nguyện cho bé này, tức là khi chúng ta cầu nguyện cho bé cho gia đình này, từ con nói em đến thì con mong muốn có gì, con muốn có cái gì cho nói cha nghe, mong nói em thì mai là lấy trái xin nghe, con muốn cái gì nói cha nghe, muốn có quà gì nói cha nghe, con nói cha nghe. Con muốn bà dạy những người đang mong muốn tiền của, đang mong muốn danh vọng, đang mong muốn trà đạp người khác, leo lên đầu lên cổ người khác để mà tìm danh vọng, quyền lực, địa vị, hãy nghe lời mong muốn của đứa bé 9 tuổi tên Giáng Sinh. Con mong muốn bài giảng lòng thương xót. Bài giảng của cha tức là bài giảng lòng thương xót đây. Con đến với người lấy được không? Có cách nào con với người lấy được không? Đấy. Đấy, con mong cái gì, con ước cái gì thì chú ban cho con cái đó. Những mong ước đẹp, những mong ước chính đáng, những mong ước xứng đáng Chúa đón nhận. Và mong ước của con là mẹ con trở về, mẹ con đừng đi đến chồng người khác, cũng là mong ước của rất nhiều gia đình ngày hôm nay. Có những người vợ bỏ đi như vậy, có những người chồng bỏ đi như thế. Mong ước là bố con đừng lấy vợ người khác, mẹ con đừng lấy chồng người khác, mà vợ chồng hãy đi về với nhau. Cha hứa sẽ cầu nguyện cho con nhé. Thì hát tặng cho mọi người bài bài diễn được con biết ta về con mẹ cha bài hát bài gì?
Con trẻ này rồi sẽ ra sao?
Nước bé này rồi sẽ ra sao? Một con bé 3 tuổi thì rồi sẽ ra sao? Một con bé 9 tuổi thì rồi sẽ ra sao? Nếu mà gia đình vẫn như thế thì nó sẽ ra sao? Thế nhưng tôi biết quả thật có bàn tay Thiên Chúa ở với nó. Bàn tay Thiên Chúa ở với con bé 3 tuổi, bàn tay Thiên Chúa ở con bé 9 tuổi. Mà nó không mơ ước, không xin gì cả, nó chỉ xin cho mẹ con về để đi lấy cho người khác. Mà món quà nó mong ước lên nhân sinh không phải là quần, là áo lược, không phải là cái mũ ông già Noel, không phải là bánh, là kẹo, nhưng mà là bài hát lòng Chúa thương xót. Trong khi có những người khác mơ ước gì, tôi muốn ước một cái xe, tôi ước một cái nhà lầu, tôi muốn ước một cái máy lạnh, tôi muốn được trúng số, chỉ nghĩ đến cái chuyện vật chất thôi. Mà cái đứa bé này đang nghèo khổ như thế này, nó mơ ước một cái điều là mơ ước được nghe giảng lòng Chúa thương xót. Nghĩ lại đi, anh chị em, tích tâm lại đi mà suy nghĩ thử coi là tôi đang mong ước cái gì cho nhân sinh sắp tới này, ngày mai này, ngày hôm bốn đây này, rồi sau này hôm lâu đây nhân sinh này, tôi sẽ làm gì? Hay là chỉ tiêu tùng thôi, hay là chỉ nhậu nhẹt thôi, hay là chỉ nhảy nhót thôi, hay là chỉ đua xe thôi, hay là chỉ ê hề trong cái bàn tiệc mà không biết bao nhiêu tiền thôi, hay là chỉ bên cái màn nhảy múa gọi là trình diễn thánh ca thôi. Mà diễn nhiều hơn là nguyện, mà trình diễn nhiều hơn là diễn nguyện. Đấy, mình xem suy nghĩ lại thì coi mình đi, mình coi thì đi, mình ngắm thì đi, mình xem rồi thấy người cậu hát hay, hát dở, quần này áo nọ, rồi nhảy kiểu này thì kiểu kia, rồi phải đưa cái nét của thánh ca mà em vào trong đời, những cái nhảy điêu nhảy rậm rậm, những nhảy rót rét rồi thì quay quay rồi quần quằn quại trên sân khấu, rồi chỉ rũ rợi ra, rồi chỉ loãng đồ ra như thế mà bỏ lời để mừng Chúa Giáng sinh à, mừng cái gì thưa anh chị em? Đấy, tích tâm lại, đó là cái cách mừng Chúa Giáng sinh đẹp nhất, đấy, thứ nhất. Bốn tuần tích tâm, đấy là cái chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh đẹp nhất, dễ thương nhất mà hợp ý của Chúa nhất. Vì chỉ khi nào mình tích lại, mình lắng lại, mình thấy là mình cũng là con người tội lỗi, mình cũng là con người yếu đuối, mình đang cần được Chúa thương xót. Và Chúa đã thương xót cho được con người này đến. Xin Chúa chúc lành cho con, chúc lành cho bé nhé, nhé, nhé. Con thích cái gì không? Thích gì đâu? Hả? Nó còn thích gì nữa đâu? Vậy là quá đủ rồi, thưa anh chị em. Con học lớp mấy? Lớp 3. Mầm non hả? Con biết làm dấu không? Con làm dấu cho mọi người coi coi như trên xe. Rồi, biết đọc kinh không? Rồi, kinh gì? Rồi, đọc coi. Rồi, con để cháu nha, cô chú mạnh với con nha. Rồi, kéo về, con để cháu nha, ngoan nha. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì suốt tuần lễ tân Chúa gợi ý con người như vậy. Còn những con người nào mà Chúa gửi đến để có thể cho mọi người